Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay chiều thứ năm Bắc Mỹ Mountain Time. Tình hình bên Mỹ thì nói chung coronavirus thì cũng vẫn tiếp tục tấn công nước Mỹ. Số người bệnh và chị nhiễm cũng tăng. Thì theo thống kê thì nó cũng không có gì khả quan. Thì mọi người dân Mỹ họ cũng mong chờ có thuốc để đặng mà giúp cái tình trạng mà coronavirus nó sẽ hạn chế và nó sẽ vượt qua thôi. Bây giờ người ta chỉ mong đợi ở cái vấn đề thuốc. Thuốc vaccine mà nó có hiện nay thì nói chung đang thử nghiệm. Còn Arizona thì nơi mình ở thì coronavirus nó cũng tăng, nhưng mà nó tăng ở trong những cái thành phố lớn, những cái nơi dân cư đông đúc. Tại vì Mỹ nó mở cửa, nó làm ăn buôn bán lại, cho nên người ta đi ra nhiều hơn và nó tăng nhiệt. Nghe nói thì theo tin tức thì ở Cali cũng tăng rất là mạnh, đến nỗi thống đốc Cali phải đóng cửa trở lại. Những tiểu bang như ở Texas họ mở cửa nhưng mà nó bị ảnh hưởng coronavirus mạnh quá, cho nên cũng những chính phủ cơ quan gì đó họ cũng đóng cửa trở lại. Còn Arizona thì ông thống đốc bên này ông không có đóng cửa, ông chỉ khuyến khích người dân thực hiện đeo khẩu trang và vệ sinh an toàn. Tình hình coronavirus nó chỉ có thế thôi anh chị các bạn. Nhưng mà ở nhìn về quê hương thì thấy đất nước mình đang được bình yên, đó là cái điều rất là mừng. Người dân mình đang được chính phủ bảo vệ để người dân có cái cuộc sống mưu sinh hàng ngày nó tốt hơn. Bây giờ thì quý anh bạn chị các bạn đã hiểu được cái sự khác biệt ở giữa một cái xứ tư bản mà bấy lâu nay những thành phần mà họ cuồng Mỹ hay là những thành phần mà chống cộng rồi những cái đám mà dân chủ cùi nó đi đâu nó cũng đội tư bản lên trên đầu. Bây giờ sự thật nó đã khơi bày, nó rất là phũ phàng. Dân xứ tư bản thì họ làm đóng thế rất là tất tật, nhưng mà khi có hoạn nạn thì người dân phải tự lo lấy. Chính phủ nó cũng chỉ giúp một phần nào thôi, chứ nó không thể ngồi đó mà cưu mang hết cho người dân được. Giống như ở Việt Nam, ở Việt Nam thì chính phủ bảo vệ cái sự bình yên của người dân tôi thấy rất là chặt chẽ về tình hình bệnh coronavirus, mà khiến cho cộng đồng thế giới họ nhìn vào Việt Nam họ cũng thấy rất là ngạc nhiên. Đó là một cái điều rất là đáng mừng. Không có gì bằng nhìn quê hương của mình ngày càng phát triển và đổi mới, cuộc sống người dân ngày càng sung túc, dân trí ngày càng cao lên, sự ý thức về trong một xã hội càng lúc càng văn minh và hiện đại hơn. Và cũng chính vì lẽ đó mà hôm nay cũng làm cho tôi like về vấn đề mà hai cái bé 13 tháng tuổi đã được tách rời ra trong cái sự đùm bọc của một cái chính quyền. Các bạn biết những cái bệnh tật như vậy ở những cái xứ tư bản, người dân mà gặp những cái chuyện như vậy, thứ nhất là những người mang thai đó sẽ bị ép phải phá thai, mà nếu mà sinh ra đó thì những người đó sẽ tốn kém rất là nhiều về vấn đề tiền bạc. Nếu mà họ là những người có tiền, các bạn thấy họ phải chi phí những cái bảo hiểm y tế. Mà trong khi đó ở Việt Nam tôi thấy rằng cái gia đình của cái bé mà được tách rời, bác sĩ giải phẫu tách rời ra được, tôi nghĩ là nhà nước tài trợ hết, tại vì tôi không có nghe vấn đề tốn kém gì cả. Còn bên này tôi nói cho các bạn,
động vô y tế Mỹ một cái ca mổ gì vậy, tốn bạc triệu đô chứ không phải giỡn, tốn tiền triệu đô, không có bảo hiểm là tao bị bời ba lát, có bảo hiểm thì còn phải trả những cái gọi là tiền đi đất chứ bộ. Tôi nói 1 triệu đô nhá, thì cái người thân á, cái người mà của bệnh nhân á phải trả 20%, chứ đâu phải rẻ ít đâu, nó đâu có phi. Thì các bạn thấy ở quê nhà những cái sự cố như vậy được, tôi tin rằng là trời, tôi đừng nghĩ rằng là chính phủ đài thọ cho cái gia đình đó, còn bên này bảo hiểm nó trả nhưng mà anh vẫn phải trả cái phần trăm của nó, chứ không phải chính phủ đài thọ hết đâu. Nếu anh không có tiền thì nó cho anh thiếu, cho anh nợ thì anh cứ trả hoài, trả cho nó hết thôi, nó bỏ anh vào trong collection, anh cứ trả nợ, anh thiếu nợ nó trả. Thì tôi thấy cái chuyện mà hiện nay ở trong nước, cái điều đó cũng làm cho những người mà việc ở hải ngoại, tôi nghĩ rằng họ nhìn, họ thấy được cái vấn đề nhân văn của những người Việt mình ở trong nước ngày càng biết lùm bọc lẫn nhau hơn. Và cái khoa học kỹ thuật y tế ngày càng được tiến triển tốt hơn, chứ không phải giống như những thành phần mà chống cộng xuyên tạc phá hoại đất nước, nó thấy Việt Nam cái gì nó cũng chê hết. Bây giờ nó bớt xàm xí đú rồi. Bây giờ tại vì cái nước Mỹ của nó bây giờ nó tan nát hết, nó tan nát như cái nồi cháo heo. Bây giờ tụi nó mấy thằng Benny Trương, Tân Thái rồi mà lên mạng con Ly Xào Phạm đồ, tụi nó bây giờ ê càng hết. Bây giờ mà lên nó xuyên tạc là hỡi ơi, cái sự thật nó rất là phủ phàng trước mắt, nói không cuộc sống tụi nó bây giờ cũng lao đao. Anh chị các bạn nên nhớ như vậy, mấy cái đa thành phần trong cộng bên Mỹ tôi thấy xuống dốc dữ lắm anh chị các bạn. Tại vì tôi đi tham gia ở những cái diễn đàn ở nơi khác á, tranh luận với tụi bọn họ đó, họ xuống tinh thần dữ dằn lắm, họ xuống tinh thần khủng khiếp. Bây giờ họ đang chờ bên Mỹ nó mở những chuyến bay để bay về Việt Nam để họ tranh dịch á, để đặng họ về bển họ hưởng thụ cái cuộc sống ở quê nhà đó. nhiều lắm. Mà bữa nay vé bắt đầu mắc lên giả mạng luôn. Hôm tháng rồi tôi mua, lúc đó là mới chuẩn bị mở cửa cho Việt Nam bay vào khoảng giữa tháng 7 và tháng 8 nữa. Thì chuyến bay bắt đầu bay ào ạt vào đó. Lúc đó chỉ có tôi mua, lúc đó nó mới quảng cáo nó bán á, các bạn biết chỉ có 780, khoảng 800 đô một vé 2 chiều mà đi rất là lẹ. Bay về 24 tiếng, bay qua 21 tiếng. Mà bữa nay á khoảng 1.500, 1.500 mà kiếm không có nữa đó, chứ không phải giờ kiếm đó. Tại vì những chiếc bay về bây giờ bắt đầu đông lắm, người nào cũng trông để đặng về Việt Nam hết á. Chứ bên đây bây giờ tôi hỏi anh chị các bạn, bệnh dịch nó lây tràn lan vậy, cuộc sống thì bị khoan thiên, bị hạn chế đủ mọi thứ hết, công ăn việc làm bây giờ cũng khó. Nhất là người Việt mình là bên này họ làm bên ngành nail nữa. Anh chị em các bạn biết ngành nail, ngành những cái ngành nghề mà phục vụ á, bị ảnh hưởng nặng nề lắm. Nó bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Mặc dù được chính phủ tài trợ cho một cái phần tiền để gọi là cầm hơi đó, Nhưng mà nếu mà nói về cái vấn đề mà làm ăn mà phải đường dài đó, anh chị em các bạn biết ngồi rung đùi chứ không phải giỡn nha. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Hello anh Cầm. Phải anh Cầm, hai tay em về tới Việt Nam, anh Cầm một tay bay, hai tay bay, hai tay về tới, về cũng tối để coi về có gì đó, có cách ly không. Mình cách ly thì mình cách ly thôi, có đâu. Trước khi đi thì mình đi khám bác sĩ sức khỏe, lấy giấy tờ coi chứng nhận đồ. Nếu mà về Việt Nam mà họ bắt mình cách ly thì mình chấp hành chỉ vậy thôi, còn họ không có bắt cách ly thì cũng ok.
mình cũng muốn được cách ly để đặng mình hiểu biết, để đặng mình live stream coi cái tình hình cách ly như thế nào, thật sự mà nói như vậy, để mình tìm hiểu, để live stream, để chia sẻ cho nhiều người thấy rằng cái sự cách ly ở Việt Nam mà nhà nước Việt Nam ban hành để bảo đảm cái sự gọi là an ninh cho quốc gia và mọi người xung quanh như thế nào, để không thôi mấy cái tụi mà chống cộng, những thành phần bất mãn chế độ nó xuyên tạc, tôi cũng muốn có cơ hội để cách ly. Một kinh nghiệm đó cũng là một cái kinh nghiệm để mình học hỏi, không có gì phải mà hoang mang cả. Mà tôi nói chịu các bạn, trong lúc này những người Việt ở hải ngoại, nhất là bên Mỹ, họ đang chờ về Việt Nam đông lắm. Tại tôi đi tham gia những diễn đàn không phải trên Facebook á, ai cũng ngồi chờ để được về Việt Nam chứ. Chứ bên Mỹ giờ nó hắc hiu, bây giờ tôi thấy họ lên mạng họ chống cộng á, nó xuống dốc giả mang, yếu, họ yếu, rất là yếu. Tại bây giờ tất cả những gì họ chống bao nhiêu năm nay nó vô nghĩa, và nó đi ngược lại những cái sự thật ở nước Mỹ, ở hải ngoại. Bây giờ nó khơi bày ra hết rồi, đời sống xã hội chính trị ở hải ngoại nó tồi tệ, nó còn thua nồi cho heo nữa. Hỏi anh chị các bạn thấy, cho nên giờ bà con thân nhân ai cũng trông chờ về quê hương. Ở quê hương bây giờ không có bệnh dịch nè, cuộc sống thì tôi thấy ở trên mạng rất là thoải mái, buôn bán giao dịch quán xá rồi rất là nhộn nhịp. Việt Nam phải nói là very good. Những cái cục đèn năm xưa nó đi về nó về, các bạn thấy là nhiều ông già bà già bên này giờ họ cũng lo sợ lắm. Anh chị các bạn có cái chuyện gia đình họ ngồi nghe họ kể, tại vì tôi không muốn share cái diễn đàn của họ qua Facebook á, một lần tôi share á cái họ cần tôi quá chừng luôn. Cho nên thôi, mình ở trong cái diễn đàn của họ, mình cần phải tôn trọng họ, cho nên thôi tạm thời mình không share. Tại vì mình share cái họ bị giống như hớ. Rồi mình vô đó mình đấu tranh với họ, mình dạch cho những cái mà vì nó không có phù hợp. Cho nên ít tham gia Facebook. Thấy ở trên đó xài toàn là nickname không à, không ai xài tên thật đó. Nó cũng chửi mà nó chửi đá thôi rồi nó im mà. Facebook thì nó bắt mình phải lấy tên thiệt. Còn trên ở những cái diễn đàn mà tôi đi nó không có. Nói chung thì mình cũng về tới nhà rồi. Rất là vui gặp lại anh chị các bạn. Khoảng 2 tuần nữa thì mình đã về với quê hương. Cái đó là cái điều mình vui. Thôi thì lại tới đây. Chúc anh chị các bạn gặp được nhiều may mắn nha. Cố gắng lên, phấn đấu và vươn lên. Ở quê nhà bây giờ nhiều cái cơ hội để mình lo phấn đấu và làm ăn. Ở trong nước mà không biết lo phấn đấu mà cứ vươn lên cái ngồi đó, chờ chính phủ phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm cái nọ cho tôi, xây con đường cho đẹp cho tôi, xây cây cầu cho ngon là ngon cho tôi, thì hạ xăng xuống thấp là thấp cho tôi đi. Đừng có đánh thế tôi. Cái gì cơ thì mà thế thì không chịu nạp, thế thì tìm cách lách à. Mà cứ ngồi đó cứ trông chờ chính phủ thì không bao giờ khá nổi. Mình phải vươn lên. Chính phủ đã tạo cho mình cái cuộc sống yên bình và một cái xã hội tốt để mình phấn đấu. Mà không biết phấn đấu nữa thì thôi. Cứ ngồi đó, tôi phải qua Mỹ tôi mới khá được. Tôi mới phải vào Mỹ nữa tôi mới giàu lên được. Mà ở quê nhà thì tắt đằng tặc qua bên này nữa thì chỉ có chết thôi. Chỉ có lên bờ xuống ruộng thôi. Thấy người ta rồi mình cũng bắt chước. Cuối tuần này sẽ tạo cái câu mới được.
Bầy gà này nó bự ghê không? Bầy gà. Thôi xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye. Hẹn gặp sau. Bye bye, bye bye, bye bye.